Cindy Lư nhắc đến tình cũ của Đạt G, phản ứng của bạn trai gây chú ý. Đạt G dành lời cảm ơn tới Cindy Lư vì sự tử tế. Cindy Lư và Đạt G thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc các con. Có thể thấy, nam ca sĩ yêu thương các con của bạn gái như con ruột của mình. Trên trang cá nhân, Đạt G đăng tải đoạn tin nhắn trò chuyện cùng Cindy Lư. Nam ca sĩ bày tỏ, sự tử tế của em là một điều rất giá trị đối với người sống đầy cảm xúc như anh. Cụ thể, Cindy Lư gợi ý chuyện bạn trai ra album để đánh dấu sự nghiệp âm nhạc. Đáng chú ý, cô còn nhắc đến tình cũ của người yêu với thái độ trân trọng. Cindy Lư nhắn nhủ tới bạn trai rằng, anh làm album đi, album về cuộc đời của anh. Bài thứ nhất, ước mơ của thằng nhỏ học lớp 6. Thứ hai, khi anh lớn lên một chút đi giao hàng. Thứ ba là lúc có hit. Thứ tư là bài khi có sự xuất hiện của Du Uyên, cảm ơn vì đã đồng hành, tất cả những bài hát lúc đó luôn là điều tuyệt vời. Thứ năm là những sóng gió ập đến và cách anh bước qua. Thứ sáu là về em. Thứ bảy là về tụi nhỏ. Đạt Gam và Cindy Lư đang tận hưởng hạnh phúc. Vào giữa năm 2021, Đạt G và Cindy Lư bất ngờ công khai hẹn hò. Tại thời điểm này, cặp đôi thường xuyên đăng ảnh chụp chung, không ngần ngại dành những lời có cánh cho đối phương. Cindy Lư cho biết trong 3 năm quen biết, Đạt G luôn chăm sóc, quan tâm đến hai con của bạn gái, cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống đến học hành suốt 3 năm nay và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. Mục tiêu duy nhất em hướng đến từ trước đến giờ và phải đạt được là cho tụi nhỏ cuộc sống đủ đầy, sung túc nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hoặc chưa ủng hộ, em chỉ muốn nói hiện tại em và tụi nhỏ đang hạnh phúc.